Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 12 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo ở các tỉnh Bắc Bộ là mưa ít nắng nhiều. Nắng xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài trong ngày với nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên toàn khu vực phổ biến ở ngưỡng 35 đến 38 độ. Cường độ bức xạ ở mức tương đối mạnh, đặc biệt là lúc giữa trưa. Quý vị và các bạn nếu có những hoạt động ngoài trời trong thời gian này thì cần có những trang thiết bị phù hợp để bảo vệ da và sức khỏe. Chiều tối và đêm khả năng sẽ xuất hiện dông lốc kèm theo sau là những cơn mưa rào. Trong đêm ngày 12 tháng 6, mưa cũng sẽ chưa xảy ra với cường độ mạnh, nhưng cũng làm cho không khí dịu bớt và mang đến cho chúng ta cảm giác dễ chịu hơn. Với các tỉnh miền Trung, ban ngày bức xạ cường độ mạnh kết hợp với hiệu ứng phơn làm cho thời tiết oi bức rất khó chịu. Nhiệt độ có xu hướng tăng lên rất cao. Mức nhiệt trong khoảng thời gian trưa và chiều phổ biến ở ngưỡng là 36 đến 39 độ. Nhiệt độ các tỉnh thuộc phần Nam Trung Bộ thấp hơn một chút, trong khoảng là 34 đến 37 độ. Trong ngày và đêm nay thì thời tiết dọc các tỉnh đồng bằng ven biển miền Trung chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi gió Tây Nam có cường độ trung bình, do vậy thời tiết tiếp tục có mưa dông, chủ yếu về chiều tối và đêm. Khi tham gia lưu thông ngoài trời, ngoài việc mang theo ô dù, áo che mưa, thì bà con cũng nên cảnh giác đề phòng với thời tiết nguy hiểm có thể tiềm ẩn trong dông như lốc xoáy và gió giật mạnh. Ban ngày trời nắng với cường độ mạnh, nhiệt độ đầu giờ chiều trong khoảng là 30 đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và 31 đến 34 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay trời quang mây, nắng nhiều, độ ẩm thấp, thấp nhất ở vào khoảng là 55-60%. Cường độ nắng đặc biệt rất mạnh vào lúc giữa trưa, nhiệt độ đạt giá trị cao nhất vào khoảng 14 giờ chiều, dao động trong khoảng là 35-37 độ. Nắng mạnh sẽ tiếp tục duy trì đến 16 giờ. Về thời điểm chiều tối sau 17 giờ thì trời sẽ xuất hiện mây dông lốc, có thể gây cản trở đến các hoạt động giao thông. Kèm theo là những cơn mưa rào, lượng mưa không nhiều nhưng góp phần làm cho bầu không khí dịu bớt. Thời tiết thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng ít mưa, ngày có nắng mạnh. Do vị trí gần biển nên nhiệt độ thành phố có phần thấp hơn Hà Nội. Nhiệt độ lúc trưa chiều tại khu vực trung tâm thành phố phổ biến trong khoảng là 35-36 độ. Khu vực các huyện ven biển như Đồ Sơn, Cát Bà sẽ mát hơn một chút. Các địa điểm có thể thuận lợi cho du khách du lịch như bãi tắm Đồ Sơn, Hòn Dấu. Hoặc là từ trung tâm thành phố, quý vị và các bạn có thể đi tàu cao tốc ra đảo Cát Bà. Nhiệt độ trên biển ổn định trong khoảng là 32 đến 33 độ, rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo. Thời tiết thành phố Vinh ngày hôm nay trong trạng thái nắng mạnh, ít mưa, ngày nắng với cường độ cao và duy trì liên tục từ khoảng 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới mức là 36 đến 38 độ. Bức xạ mạnh, nắng nhiều, kèm theo độ ẩm thấp nên không khí ở đây rất nóng và ngột ngạt. Kiểu thời tiết này không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, ngoại trừ những hoạt động tham quan nghỉ mát ở khu vực gần biển. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, dự báo trong ngày và đêm nay thời tiết thành phố này ít mưa nên nhiệt độ cao, ngày nắng và nóng. Nhiệt độ ban sớm dao động trong ngưỡng là 27-28 độ nhưng sẽ tăng nhanh vào khoảng thời gian 10 đến 12 giờ trưa. Đến đầu giờ chiều thì nhiệt độ đạt ngưỡng là 36 đến 37 độ, trời nắng nóng. Độ ẩm không khí trung bình trong khoảng là 50 đến 75%. Kiểu thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng khô hạn thiếu nước. Vì vậy, người dân thành phố cũng nên lưu ý để có các phương án chủ động trong việc sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ nắng nhiều vào ban ngày, cường độ bức xạ ở mức trung bình. Mức nhiệt lúc trưa và chiều vẫn duy trì ổn định trong khoảng là 34 đến 35 độ. Mặc dù nhiệt độ cao nhưng độ ẩm dồi dào do gió Tây Nam mang hơi ẩm từ biển thổi vào nên thời tiết không khó chịu như cái nắng nóng đặc trưng ở khu vực các tỉnh miền Trung. Đến chiều tối, trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa dông và mưa rào, có khả năng với cường độ khá, lượng mưa khoảng là 5 đến 15mm. Mưa sẽ gây cản trở phần nào đến các hoạt động ngoài trời, quý vị nên lưu ý tham gia giao thông vào thời điểm buổi chiều. Với thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm nay, thời tiết nói chung không biến đổi quá nhiều, mưa rào sẽ tập trung trong khoảng chiều tối và đêm. Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc và gió giật mạnh sẽ ít gặp phải hơn các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, bà con vẫn cần cảnh giác với sấm chớp khi đi làm ngoài đồng.
Dự báo nhiệt độ cao nhất tại thành phố dừng lại ở khoảng là 32 độ, về đêm giảm xuống ngưỡng là 25 độ, cùng với độ ẩm không khí trung bình dao động trong khoảng là 82-90%. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.